cái này cái gì bây giờ cái này xuống để tập à? Xuống lấy xuống đặt đi anh em xuống đặt đi xuống xuống giả đó à cái đấy là xuống giả anh em xuống mà anh tính xuống rồi xuống bán Mỹ đấy đi thôi Thank you.
gia đình có món quà nho nhỏ. Vâng, cảm ơn đội múa ngày hôm nay về cùng chung vui. Vâng, xin mời đội múa hãy di chuyển về phía giữa để nhận món quà tình cảm của gia đình ngày hôm nay ạ. Xin mời đội múa. Vâng, xin mời đội múa hãy di chuyển về trung tâm chính, đó là để cùng nhận món quà của gia đình ngày hôm nay. Vâng, rất là tình cảm ý nghĩa, ngày hạnh phúc nhất gia đình được trói các vị thượng úy về sự này và để gặp mặt động viên tinh thần gia đình cũng như động viên đồng chí lên tân binh lên đường nhập ngũ năm nay. Xin được cảm ơn đội múa rất là nhiều. Một tràng thật to nữa quý vị ơi, chúc mừng là chúc mừng cảm ơn. Vâng, chúc các bà luôn luôn có một sức khỏe và để cùng thể hiện những chương trình tiếp theo của những người